most of the time, in this mundane realm, happiness is fleeting, and sorrow too often is a part of life. Thankfully, we are blessed to find artistic expressions around us to brighten the days and soothe our hearts, whether through painting, melody, verse, or dance. The creative works and poetry of Supreme Master Ching Hai indeed uplift the minds and spirits of people worldwide, truly honoring the noble role of art on our earth. May 29, 2011, a concert was held in celebration of the premiere of the All Axes of Vietnamese editions of Celestial Art, a compilation of Supreme Master Ching Hai's heaven-inspired art pieces and designs, and The Love of Centuries, her most recent exquisite poetry collection to date. Organized by the Supreme Master Ching Hai International Association, Celestial Art and The Love of Centuries, Glorify Earth with Heavenly Love and Beauty was held at Sukhothai Thammathilat Open University in Nonthaburi, Thailand. Graceful dances and original music compositions transported the audience to celestial realms. Inspired by Supreme Master Ching Hai's poetry, paintings, and other art creations, the artist included acclaimed singer Mr. Yui Wan, vegan singer Ms. Ho Win Hung, vegetarian singer Ms. Hung Yung, the Shigon Symphony, the Shonghua Dance Troupe, and more. Esteemed guest speakers also shared their thoughts about Supreme Master Ching Hai's artistry, such as Mr. Chong Guan Lok, a renowned All Axes composer, Ms. Win Thi Hom Nha, a poet, playwright, and former director of Vietnam Film, and Mr. Nho Dinh Nguyen, also known as Painter Nim, member of the Association of Vietnam Art. Despite her busy schedule, invited guest of honor, Supreme Master Ching Hai, set aside time to attend the event via video conference, during which she expressed her heartfelt appreciation for all artists and their precious contributions to our world. The artists, they are truly here to beautify the world with their genuine loving spirit and exceptional talents. They make us happy, not only with their artistic creations, but also through their gentleness and benevolent hearts. All this should be appreciated and supported in whatever means possible while they are working to beautify this planet. We now invite you to enjoy the first of the six-part series rebroadcast of the live book premiere concert celebrating the All Axes of Vietnamese editions of Supreme Master Ching Hai's Celestial Art and The Love of Centuries. Xin trân trọng chào mừng quý quan khách đến tham dự lễ ra mắt quyển sách tuyệt vời Nghệ thuật Thiên Đàng và Thi tập Người Tình Thiên Cổ của Thanh Hải Phô Tự Sư, ấn bản tiếng Âu Lạc, Việt Nam. Welcome distinguished guests to the book premiere of the All Axes or Vietnamese editions of Supreme Master Ching Hai's magnificent books Celestial Art and the Love of Centuries Poem Collection. Kính thưa quý vị, hiện diện trong buổi hội ngộ thân mật ngày hôm nay là những tấm lòng thương yêu từ ái của tất cả các quý vị đến từ khắp nơi trên thế giới, những người đã không quản ngại đường xa để đến tham dự chương trình. Sự hiện diện của quý vị làm cho buổi lễ ra mắt sách thêm phần trang trọng và ý nghĩa. Ladies and gentlemen, joining today's intimate gathering are many kind-hearted people from around the world who have endured long travel to participate in tonight's program.
Your presence is a great honor for all of us. Trong bầu không khí ấm áp tươi vui của ngày hôm nay, hy vọng rằng buổi lễ không chỉ là dịp tương phùng của những linh hồn đầy thiện duyên, mà còn là nhịp cầu kết nối những tấm lòng từ ái, cùng tâm nguyện giữ gìn và phát huy những giá trị nghệ thuật cao quý trên địa cầu xinh đẹp này. In the cozy, joyful and festival-like atmosphere, we hope that today's book premiere not only serves as a reunion for souls of good affinity, but also acts as a bridge to connect benevolent hearts that have the same aspiration of developing divine values as well as preserving life on this beautiful planet. Buổi lễ ra mắt sách của chúng ta hôm nay với chủ đề Nghệ thuật thiên đàng và người tình thiên cổ, vinh danh địa cầu với tình thương và vẻ đẹp thiên đàng hiện cũng được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Vô Thượng Sư đến với hàng triệu khán giả toàn cầu của đài. Our book premiere, Celestial Art and the Love of Centuries, glorify Earth with heavenly love and beauty. It's also being broadcast live on Supreme Master Television to millions of viewers globally. Chúng con xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Thanh Hải Vô Thượng Sư, tác giả của hai quyển sách Nghệ thuật thiên đàng và thi tập Người tình thiên cổ, vị thầy tâm linh lỗi lạc, người nghệ sĩ thuần chay đa tài đã không ngừng điểm tô địa cầu của chúng ta với tình thương và vẻ đẹp. We'd like to express our deep gratitude to Supreme Master Qinghai, author of the books Celestial Art and The Love of Centuries. She is also a spiritual teacher of the highest wisdom and a gifted vegan artist who continuously imbues our planet Earth with love and beauty. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện từ ái của tất cả các quý vị. Mong rằng trong buổi hội ngộ ngày hôm nay, quý vị sẽ có những giờ phút thật ý nghĩa, chan hòa trong niềm vui và ân điển của thiên đàng. Our sincere thanks to everyone for your wonderful presence. We wish that you will have a truly meaningful evening full of heavenly joy and grace. Chương trình hôm nay của chúng ta sẽ được mở đầu với màn vũ Giai điệu quê hương do Hội viên Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư trình bày. Giai điệu quê hương tha thiết sẽ đưa quý vị đến miền đất Âu Lạc và những con người hiền hòa và đôn hậu. Xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt chào mừng các hội viên thuần chay đến từ Âu Lạc với màn vũ Giai điệu quê hương. Our today's program commences with the dance Melody of the Homeland performed by members of Supreme Master Qinghai International Association from Ao Lạc, Vietnam. Its gentle and melodious tune will take you to the beautiful country of Ao Lạc and its peaceful people. Let's give a warm round of applause to welcome our association vegan members from Ao Lạc, Vietnam, performing Melody of the Homeland.
cảm ơn quý hội viên Âu Lạc đã cho chúng ta một màn vũ thật duyên dáng và ấn tượng. Xin cảm ơn. Thank you, association members from Âu Lạc, Vietnam, for the really charming and impressive performance. Thưa quý quan khách, từ những giai điệu mượt mà của đất nước Âu Lạc, chúng ta sẽ cùng đến với đất nước Thái Lan xinh đẹp và con người Thái Lan thân thiện hiếu khách qua nhạc phẩm Người yêu lý tưởng do nhạc sĩ Suptapop, Sri Akakum và Chaitat Subrakhan phổ từ thi phẩm cùng tên của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Ladies and gentlemen, departing from the graceful melodies of Âu Lạc, Vietnam, let us travel to Thailand and her friendly and hospitable people through the performance The Ideal Beloved. Featuring Thai dancers adapted into music from Supreme Master Ching Hai's poem of the same title by composer Suttathop Sri Arkakam and Chaitat Subrakhan. Xin một tràng pháo tay thật nhiệt thành chào mừng các vũ công tài danh của Vũ đoàn Đại học Multi Panathisipa, Bangkok, Thái Lan. Please give a nice round of warm applause to welcome the talented dancers from Orchestra of Bundapattasilpa Institute in Bangkok. Let me
chi huyết nhàng ba ti ha
Màn vũ thật đặc sắc. Xin cảm ơn vũ đoàn Thái Loan đã chúng ta thưởng thức một điệu múa truyền thống thật điêu luyện. What a magnificent performance. Thank you, Thai Orchestra, for the enjoyment of the very refined traditional dance. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức hai màn vũ ấn tượng do hội viên Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư đến từ Âu Lạc và vũ đoàn Viện Đại học Bunit Patanasiupa, Bangkok. Ladies and gentlemen, we've just enjoyed the impressive performances by members of our association from Âu Lạc and dancers from the orchestra from Buddhapanasilpa Institute in Bangkok. Hai tiết mục này thay cho lời chiên sâu sắc và lời chào nồng nhiệt nhất của ban tổ chức lễ ra mắt sách gửi đến toàn thể quý khách và quý khán giả toàn cầu của truyền hình Vô Thượng Sư. These two performances represent the event organizing committee's deepest appreciation and warmest welcome to all distinguished guests and global viewers of Supreme Master Television. Nhân sự kiện đặc biệt này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn đất nước Thái Lan trù phú và hiếu khách, Hoàng gia Thái Lan và cơ quan chính quyền đã tiếp đón nồng hậu và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình tổ chức buổi lễ ra mắt sách Nghệ thuật Thiên Đàng và Thi tập Người tình Thiên cổ của Thanh Hải Vô Thượng Sư. On this special event, we would like to thank the prosperous and hospitable country of Thailand, especially the royal family and the government agencies for your warm welcome and for creating favorable conditions for the organizing of the book premiere for Supreme Master Qinghai's Celestial Art and the Love of Centuries poem collection. Xin đặc biệt gửi lời chia đến trường đại học mở Sukhothai Thammarat đã tạo điều kiện thuận lợi để chúng ta đón tiếp quan khách từ phương xa đến dự lễ. Chúng tôi xin hân hạnh gửi đến ban quản trị và toàn thể nhân viên nhà trường tràng pháo tay biết ơn nồng nhiệt nhất. We are especially thankful to the Sukhothai Thammarat Open University for their help in accommodating our guests from afar. We would like to convey our gratitude to the university's administration and staff with a big round of warmest applause. Ngay sau đây, xin trân trọng mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Lát Dawan Nararong thay mặt Tiến sĩ Prani Sukhothavat, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Sukhothai Thammarat lên sân khấu khai mạc chương trình của chúng ta. Next, please welcome Associate Professor Dr. Lát Dawan Nararong, who will speak a few words on behalf of Dr. Prani Sukhothavat, President of the Sukhothai Thammarat Open University. Ladies and gentlemen, viewers of Supreme Master Television, on behalf of the faculty and all the staff, we are honored to welcome you to the book premiere of the Âu Lạc Vietnamese edition of Supreme Master Qinghai's The Love of Centuries and Celestial Art here at Sukhothai Thammarat Open University. Inspired by heaven, the two newest wonderful publications of Supreme Master Qinghai depict a colorful painting of life, bringing a treasure of the uplifting and peaceful to planet Earth. Besides, her works of art also convey her boundless love to humanity and indeed to every inhabitant on this beautiful planet. We are overjoyed to be able to support your bringing these noble messages to the world through today's book premiere. Finally, we wish that the event will be an extraordinary success. We wish our planet Earth
long lasting peace and harmony. Thank you very much. Xin chân thành cảm ơn những lời phát biểu và chúc mừng của Phó Giáo sư Tiến sĩ Ladawan Nararong. Kính chúc Tiến sĩ luôn luôn mạnh khỏe và các để tiếp tục sứ mệnh giáo dục cao quý. Một lần nữa, chúng tôi xin tỏ lòng cảm kích sự ân cần và nhiệt thành giúp đỡ của nhà trường. Thank you, Associate Professor Ladawan Nararong, for opening today's celebration with your heartfelt speech. We wish you and all your staff and faculty members of the Sukhothai Thammattharat Open University good health always for your continued noble education endeavor. Once again, thank you for your kindness and wholehearted assistance. Thưa quý vị, quả là một đặc ân khi sự kiện ngày hôm nay của chúng ta có sự góp mặt của quý quan khách, những quý thân hữu, những người đã dành thời gian quý báu đến chung vui buổi lễ ra mắt sách Nghệ thuật Thiên đàng và thi tập Người tình thiên cổ của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Gracious audience, it's truly a privilege for us to have special guests and friends who have shared their valuable time to join today's book premiere of Supreme Master Qinghai's Celestial Art and Love of Centuries. Xin trân trọng giới thiệu Ban Quản trị Trường Đại học Mở Sukhothai Thammattharat gồm có Giáo sư Tiến sĩ Ladawan Nararong thay mặt Tiến sĩ Prani Sukhothavat, Hiệu trưởng của nhà trường. Please welcome Dr. Ladawan Nararong, who is representing Dr. Prani Sukhothavat, the president of the university. Và sau đây là những vị khách quý của chúng ta đến từ Âu Lạc, Việt Nam. Nhạc sĩ Trần Quang Lộc và phu nhân bà Nguyễn Thị Thuận. And please welcome our other distinguished guests, musician Trần Quang Lộc and his wife, Mrs. Nguyễn Thị Thuận. Nhạc sĩ thuần chay Thái An. Vegan musician Thái An. Sinh học thần chay Ngô Đức Vượng. Vegan biologist Dr. Ngô Đức Vượng. Nhà thơ, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Át. Poet, playwright Nguyễn Thị Hồng Nhạc. Nghệ sĩ ưu tú trường chay Hương Dung. Vegetarian outstanding artist Phùng Dân. Họa sĩ thạc sĩ Nhữ Đình Ngoạn, nghệ danh họa sĩ Nhím. Artist Nhữ Dung Hoàng, MBA, also known as painter Nhím. Họa sĩ trường tranh Nông Vĩnh Quang. Vegetarian artist Nông Vĩnh Quang. Chị Nguyễn Thị Kim Ngân, biên tập viên kênh truyền hình Style TV. Editor Nguyễn Tim Kim Quang from Style TV. Cùng đông đảo quý vị quan khách tham dự với chúng ta ngày hôm nay, xin diện quý báu của tất cả quý vị là nguồn khích lệ và động viên lớn lao đối với chúng tôi. Many other distinguished guests also join us here for the event. Your precious presence is a source of inspiration and encouragement for us all. Kính thưa quý vị, trong giây phút nên thơ lãng mạn của lễ ra mắt sách ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tận hưởng và sẻ chia những gì cao đẹp nhất mà Đấng sáng tạo ban tặng cho nhân gian, cùng đắm mình trong biển tình thương thánh khiết và nhẹ bước vào khu vườn nghệ thuật của Thanh Hải Vô Thượng Sư để chiêm ngưỡng những sáng tạo nghệ thuật thiên đàng của Ngài qua đoạn khu hình sẽ được trình chiếu trong giây lát. Ladies and gentlemen, as we float dreamlike in the romantic mood of today's premiere, let us share and enjoy the noble gifts that the Creator has bestowed upon our world, bathing in the light ocean of saintly love. We now land softly in Supreme Master Qinghai's treasure garden of art, where we can admire her splendid heavenly creations with the video presentation that will be shown hereafter. Hoa tâm linh đang nở rộ trong cõi đời giả tạm này. Nghệ thuật thiên đàng được mang xuống trần gian. Tất cả những gì Ngài làm đều khởi nguồn cảm hứng từ thiên đàng, nên chúng tôi gọi đó là bộ sưu tập vẻ đẹp thiên đàng. Mang chân lý và vẻ đẹp thiên giới xuống trần gian qua nghệ thuật,
Thanh Hải, vô thượng sư tô điểm đời sống cao thượng nơi trần gian với những sáng tác nghệ thuật tuyệt mỹ từ thiên đàng. Chúng ta xuống đây là để học, học để trưởng thành, cũng như học cách sử dụng khả năng của mình, lực lượng tình thương và khả năng sáng tạo vô giới hạn của mình để kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn ở bất cứ nơi nào mình hiện hữu. Thanh Hải, vô thượng sư là một nhà lãnh đạo tâm linh lỗi lạc, một nhà từ thiện và cũng là một nghệ sĩ tài danh. Những sáng tạo nghệ thuật tâm linh của Ngài rất đa dạng, bao gồm vẽ tranh, vẽ trên quạt, thiết kế thời trang, viết sách, kịch bản và đạo diễn phim, thiết kế trang sức thiên đường, thiết kế đèn vạn thọ, ngoài ra Ngài còn làm đẹp đời sống bằng các hình thức nghệ thuật khác như thơ nhạc, nấu ăn tình thương, trang trí cảnh quan hay bất kỳ vật dụng bình dị khác, Ngài luôn có thể làm đẹp như vẽ trên đá, đồ gốm, sơn hồ lô hay bất kỳ vật gì hiện lộ trước mắt Ngài. Đặc biệt, trong kho tàng sáng tạo nghệ thuật vô giá của Thanh Hải, vô thượng sư, không thể không kể đến dòng thơ mênh mông, dạt dào những nỗi niềm ưu tư của một tâm hồn bát ngát yêu thương. Thanh Hải, vô thượng sư yêu thơ và làm thơ ngay từ thời thiếu thời. Khi trăn trở về thế sự hoặc có những tâm tư khó tỏ bày, Ngài lại trải lòng với thơ. Từ bao giờ, thơ đã như một người bạn thân thiết của Ngài. Các thi phẩm trác tuyệt của Thanh Hải, vô thượng sư đã được sưu tầm và kết tập trong hàng loạt thi tập đã được phát hành của Ngài, như Kỷ niệm vàng thao, Một thời xa xưa, Giấc mơ của bướm, Dòng lệ âm thầm, Những vết tiền thân, Thơ vô tử, Kỷ niệm vào quê và thi tập mới xuất bản của Ngài, Người tình thiên cổ. Ngài sử dụng toàn bộ doanh thu từ các sáng tác của mình vào việc thiện nguyện. Tình thương, sự trợ giúp và nghệ thuật của Ngài đã vượt qua mọi ranh giới của văn hóa và chủng tộc. Nghệ thuật vô thượng của Ngài đã siêu vượt không gian và thời gian, làm rung động bao hàng triệu trái tim cùng hòa nhịp trong bản tình ca bất tận. Quả là niềm ân phúc vô biên khi thời đại của chúng ta có được sự hiện diện của Thanh Hải, vô thượng sư, một tâm hồn bát ngát yêu thương, một tấm lòng tận tâm vô vị kỷ, không ngừng nỗ lực giúp đỡ nhân thế trên bước đường tạo dựng một tương lai tươi sáng cho địa cầu thân quý của chúng ta. Quý vị, ngay sau đây để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một màn vũ truyền thống đến từ xứ Nam Hàn, xứ sở của những sớm mai thanh bình mang tên Một ngày tươi đẹp, với phần trình diễn của vũ công thuộc vũ đoàn Ahi. Our next performance is a traditional dance from South Korea, the land of the morning calm.
entitled What a Beautiful Day with the Arhi Dance Company. Tiết mục gồm hai vũ điệu, Tep Yongmu và Jangung. The performance consists of two dances, Tep Yongmu Dance and Janggu Dance. Tep Yongmu có nghĩa là đại hòa bình, chuyên chở niềm ước vọng về một triều đại thái hòa trên giang sơn của hoàng hậu, tựa như những mong ước được gửi gắm trong nhiều thi phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư. The Tep Yongmu Dance, which means Great Peace Dance, is a queen's wish for a reign of peace over the entire nation, a wish similar to that found in many of Supreme Master Ching Hai's poems. Còn Janggu là điệu múa trống rất sôi động, được đặt tên theo một loại trống đặc biệt của Hàn Quốc. Trống Janggu được thiết kế vô cùng tinh tế, với mỗi mặt trống khi gõ ra sẽ phát ra những âm thanh đặc trưng riêng, hòa quyện vào nhau tạo nên những âm điệu hài hòa và dung cảm. Janggu dance is a cheerful drum dance named after a very special drum in Korea. Janggu drum is exquisitely designed with two heads which produce distinctively different sounds, providing harmony and a stirring sonority when played together. Quả là một nhạc cụ đặc biệt phải không quý vị? Vâng, xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt chào mừng các nghệ sĩ tài danh với tiết mục Một Ngày Tươi Đẹp. It's such a special musical instrument, isn't it? Yes, let's give a round of applause to welcome these exceptional artists with the dance What a Beautiful Day. Thank you.
chân thành cảm ơn phần trình diễn thật sống động các nghệ sĩ đến từ vũ đoàn AHI. Thank you, dancers of the AHI Dance Company, for such a unique and heartfelt performance. Xin chào, mình tên là Lương Hòa, là diễn viên múa. Lần đầu tiên được đến dự và biểu diễn trong lễ ra mắt sách của Thanh Hải Vô Thượng Thư thì mình rất là hân hạnh và vui mừng vì mình thấy không khí ở đây thật sự là tràn đầy tình thương, thông cảm, nhân ái với nhau. Mình nghĩ đây là một cái chương trình ra mắt sách, một cái cuốn sách để làm cho con người yêu thương nhau hơn, yêu thương loài vật nhau hơn. Hòa cũng xin gửi đến quý vị khán giả xem đài một thông điệp là chúng ta hãy cùng nhau ăn chay, sống xanh, cứu địa cầu. Xin cùng chúng tôi nêu cao khẩu hiệu thế giới thuần chay, thế giới hòa bình. สำหรับความคิดเห็นของหนูนะคะก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าบทกลอนของท่านอาจารย์เนี่ยค่ะมีความไพเราะมากนะคะและก็สามารถเนี่ยเข้าใจถึงเนื้อหาได้ง่ายค่ะ Tôi sẽ xin mạo muội để chia sẻ những cái cảm xúc ở trong cái cõi lòng của mình và những cảm nhận chân thực nhất của mình để sư phụ. Về hai cuốn sách nghệ thuật thiên đàng và người tình thiên cổ cũng như là rất là nhiều những cái thi phẩm thơ khác của sư phụ tôi đã đọc cũng như đã phổ nhạc và nhiều cái tác phẩm hội họa cũng như là cái trang phục, cái thời trang và rất là nhiều lĩnh vực khác thì thực sự là tôi cảm nhận là quá tuyệt vời bởi vì lẽ là quá ít những vị nhân mà có thể cho chúng ta nhìn thấy cái vẻ đẹp tuyệt vời ở quá nhiều lĩnh vực như sư phụ, về tâm linh, về cuộc sống, về nghệ thuật, về âm nhạc, về hội họa, về thời trang. Thực sự tôi thường thấy là hình như mọi thứ rất dễ cho tôi, rất dễ để tôi có thể cảm nhận được một cái sự tăng hoa trong các lần thơ của sư phụ, làm cho cái cảm xúc của tôi được nâng lên và những cái ý nhạc nó sẽ theo đó mà đưa ra. Thank you for your gracious presence today for Supreme Master Television's rebroadcast of Celestial Art and the Love of Centuries. Glorify Earth with Heavenly Love and Beauty. Please join us tomorrow, Tuesday, July 19th, for part 2 of 6 of this grand event. May heavenly bliss accompany your every moment. Supreme Master Ching Khai's poetry collection, The Love of Centuries, in English, Orlaxese or Vietnamese, Chinese, French, German, Korean, Mongolian and Spanish editions, is available at www.smchbooks.com. Celestial Art is available online at www.thecelestialshop.com for the English, Chinese and Orlaxese or Vietnamese versions. For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.